Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Minh Hiền rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật, và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Lực lượng biên phòng của cả Ukraine và Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở biên giới trước những thông tin cho thấy quân Wagner ở Belarus rất đông đảo và đang tập trận chung với quân đội nước này. Bộ Quốc phòng Belarus ngày 19 tháng 7 cho biết, các binh sĩ Wagner của Nga sẽ giúp huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus trong cuộc tập trận chung ở khu vực gần biên giới với Ba Lan. Nói với hãng thông tấn Ukrinform, ông Andriy Demchenko, người phát ngôn của lực lượng biên phòng nhà nước Ukraine, cho biết số lượng tay súng Wagner ở Belarus có thể đã lên tới 5.000 người. Quan chức này lưu ý, số quân Wagner này hiện không gây ra mối đe dọa trực tiếp với Ukraine và tình hình biên giới vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy vậy, lực lượng biên phòng vẫn sẵn sàng cho mọi tình huống. Ông Demchenko nhấn mạnh, lực lượng biên phòng Ukraine tiếp tục theo dõi sát tình hình liên quan tới việc lính Wagner chuyển đến và đồn trú ở Belarus. Quan chức này cho biết, tình hình dọc biên giới với Belarus vẫn được kiểm soát bởi các đơn vị biên phòng và lực lượng phòng vệ. Tất cả các đơn vị này đều được cảnh báo về các mối đe dọa có thể xuất phát từ biên giới Belarus. Trong khi đó, ông Sergei Naiev, chỉ huy các lực lượng hỗn hợp ở Ukraine, viết trên mạng xã hội hôm 22 tháng 7 rằng các bước mà Wagner đang thực hiện ở Belarus nhằm gây áp lực tâm lý và đe dọa người dân Ukraine. Để ngăn chặn Wagner, phía Ukraine đã phá hủy 5 đoạn đường dẫn đến biên giới Belarus trong tuần qua, bằng hơn 60 vụ lở đất chủ động trong rừng, đạt hơn 2.500 quả mìn chống tăng. Không chỉ Ukraine, Ba Lan, nước láng giềng khác của Belarus cũng tăng cường an ninh ở biên giới. Ba Lan quyết định triển khai quân đội từ phía Tây sang phía Đông. Sau vụ việc, Ba Lan quyết định điều động các đơn vị quân đội đến gần biên giới với Belarus để đối phó với việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner đến Belarus. Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào mình. Điện Kremlin mới đây cho biết, ông Lukashenko đang có chuyến thăm làm việc tới Nga và sẽ hội đàm với Tổng thống Putin về sự phát triển hơn nữa của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Cuộc gặp diễn ra trong ngày 23 tháng 7, chỉ 2 ngày sau khi Nga cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại nước láng giềng và cũng là đồng minh gần gũi nhất của họ sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào Nga. Dù không đưa quân đến Ukraine, ông Lukashenko cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo thường xuyên gặp gỡ. Từ đó, hai nước tổ chức nhiều cuộc tập trận chung. Tháng 6 năm nay, ông Lukashenko tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Ngày 21 tháng 7, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng cho Belarus ở khu vực chỉ cách biên giới với Ba Lan, một thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vài dặm. Belarus đã công bố hình ảnh trong đó, cho thấy các tay súng Wagner huấn luyện binh lính Belarus sử dụng xe bọc thép và điều khiển máy bay không người lái. Ba Lan, một thành viên của NATO từ năm 1999, cho biết đã chuẩn bị cho các tình huống khác nhau và đang theo dõi tình hình ở biên giới với Belarus. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, biên giới của Ba Lan được đảm bảo an toàn. Chúng tôi đang theo dõi tình hình ở biên giới phía đông của chúng tôi trên cơ sở liên tục và chúng tôi đã chuẩn bị cho các tình huống khác nhau khi tình hình thay đổi. Sau vụ việc, một nhóm phóng viên Nga đến tỉnh Zaporizhia miền nam Ukraine để đưa tin về việc quân đội Ukraine sử dụng đạn chùm nhưng đã bị tấn công bằng loại đạn này khiến một người tử vong và 3 người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Nga đã lập tức lên tiếng chỉ trích. Ngày 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ra tuyên bố nói rằng những bên liên quan đến vụ tấn công trên sẽ phải chịu trách nhiệm và người cung cấp bom chùm cho Kiev cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Bà tuyên bố, những thủ phạm của vụ tấn công tàn bạo nhắm vào nhà báo Nga chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng. Trách nhiệm cũng thuộc về những kẻ đã gửi bom chùm cho Kiev. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tấn công vào nhóm nhà báo không xảy ra tình cờ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói. Các phóng viên khi đó đang thu thập thông tin cho một báo cáo về việc lực lượng Kiev tấn công những vùng đông dân cư ở Zaporizhia bằng bom chùm, loại bị cấm ở nhiều quốc gia, chúng được Mỹ cung cấp cho Kiev. Bà Zakharova cho biết thêm, Washington, London và Paris gửi tên lửa tầm xa cho chế độ ở Zelensky. Chị Toàn nói xuông khi bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà báo, trong khi thực tế họ là nhà tài trợ cho những kẻ khủng bố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm phóng viên bị thương được sơ tán khỏi chiến trường sau khi bị trúng đạn ở vùng Zaporizhia, miền đông Ukraine. Nhà báo Rostislav Zurablet của hãng tin RIA thiệt mạng trên đường đi. Vị trí xảy ra vụ việc được cho là gần làng Piatykatki, nơi chiến sự giữa hai phe diễn ra ác liệt từ lúc Ukraine khởi động cuộc phản công vào đầu tháng 6.
Ukraine nhận bom chùm từ Mỹ trong tháng này, nhưng cam kết chỉ dùng để đánh bật những nơi tập trung quân của đối phương. Nhiều quốc gia cấm sử dụng bom chùm vì chúng bắn ra hàng loạt loại đạn nhỏ trên một khu vực rộng, có thể gây nguy hiểm cho dân thường. Nhiều quả đạn không nổ ngay mà có thể mấy năm sau mới nổ. Các chính trị gia Nga phản ứng giận dữ với vụ tấn công này. Ông Konstantin Kosachov, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga, lên án việc sử dụng bom chùm là vô nhân đạo, cho rằng cả Ukraine và Mỹ đều phải chịu trách nhiệm. Ông Leonid Slutsky, một lãnh đạo ở Đảng Hạ viện, gọi đây là một tội ác đáng sợ. Phó đại diện Thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky ngay lập tức chỉ trích Mỹ sau vụ nã pháo. Ông Polyansky viết trên Twitter rằng, đạn chùm Mỹ cung cấp đang làm thiệt hại các nhà báo tại Ukraine. Tôi thắc mắc rằng công chúng Mỹ nghĩ gì về việc nước họ vượt qua toàn bộ lằn ranh đỏ trong nỗ lực vô ích nhằm cứu lấy chế độ Kiev tham nhũng đang sụp đổ này. Người phát ngôn viên về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby khẳng định quân đội Ukraine dùng bom chùm một cách phù hợp và hiệu quả để chống lại đội hình của Nga. Trong bài bình luận được công bố rộng rãi, Đại sứ quán cho biết, các quan chức Mỹ đảm bảo với cộng đồng thế giới rằng người Ukraine sẽ sử dụng những phương tiện này có chọn lọc và có trách nhiệm. Tất cả mọi người đều thấy rõ sự vô nghĩa của những từ ngữ này. Việc chế độ Kiev sử dụng vũ khí chùm chống dân thường khẳng định rằng Washington đang mất kiểm soát đối với những con số của mình. Lương tâm của Hoa Kỳ nằm ở việc kéo dài cuộc xung đột và gây ra những thương vong mới cho dân thường. Phái bộ Ngoại giao chúc những đồng nghiệp bị thương bên cạnh Zurablev hồi phục nhanh chóng và bày tỏ lời chia buồn về cái chết của phóng viên. Trích thông điệp Đại sứ quán viết, Đại sứ quán Nga tại Washington gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bạn bè của Zurablev, Rostislav Igorevich là người anh hùng thật sự của thời đại chúng ta, đã anh dũng vạch trần tội ác của những kẻ tân quốc xã Kiev và đã làm rất nhiều để cho thế giới biết sự thật về tội ác khó tin mà Liên bang Nga đang phải chiến đấu trong chiến dịch quân sự. Ukraine và Mỹ chưa lập tức phản hồi. Mỹ trong tháng này đồng ý chuyển đạn chùm cho Ukraine. Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói rằng lực lượng Ukraine đang sử dụng đạn chùm một cách hợp lý và hiệu quả. Theo Reuters, cũng trong ngày 22 tháng 7, lãnh đạo vùng Belgorod ở miền Nam Nga giáp với Ukraine tố cáo Kiev bắn đạn chùm qua ngôi làng của họ. Trong một tuyên bố của Mỹ về việc viện trợ bom đạn chùm cho Ukraine có đề cập đến việc Kiev không được sử dụng loại vũ khí này tấn công vào lãnh thổ Nga vào các khu dân cư. Washington thừa nhận họ nhận thức được nguy cơ gây thương vong của bom đạn chùm cho dân thường, nhưng tuyên bố rằng Kiev đã cam kết triển khai chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã cho thấy những loại vũ khí đầu thực sự hiệu quả trên chiến trường. Chúng sẽ tác động không nhỏ đến chiến tranh trong tương lai. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, một số vũ khí chủ lực được kỳ vọng nhiều nhất trên chiến trường như xe tăng, máy bay chiến đấu và pháo phản lực đã không phát huy được hiệu quả. Không những vậy, chúng còn bị phá hủy một cách dễ dàng. Nếu như tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí chống tăng đã thể hiện hiệu quả ngoài mong đợi, thì một số loại vũ khí khác, chẳng hạn như vũ khí laser, có thể bảo vệ các thành phố và vũ khí bắn tín hiệu vô tuyến, dù rất cần thiết, nhưng hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Sau là 5 loại vũ khí được các chuyên gia của tạp chí Popular Mechanics nhận định trong tương lai gần sẽ được sử dụng rộng rãi. Đầu tiên là vũ khí laser. Cuộc xung đột Nga-Ukraine có sự tham gia của cả vũ khí không dẫn đường và vũ khí dẫn đường chính xác thông minh dưới dạng súng cối, lựu pháo, hệ thống tên lửa phóng loạt và tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Trong cuộc xung đột này, Nga đã sử dụng tới 60.000 quả đạn pháo và tên lửa mỗi ngày để tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Những năm gần đây, Mỹ và Israel đã tập trung nghiên cứu phát triển vũ khí laser như một phương tiện bảo vệ quân đội trên chiến trường. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, hệ thống phòng thủ bằng laser đã chứng minh hiệu quả khi bảo vệ những mục tiêu phi quân sự. Thứ hai, vũ khí chống bức xạ. Tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến được gọi là AARGM là tên lửa có thể nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar của đối phương. Trong tương lai, các tên lửa này sẽ được phóng từ xe bọc thép và nhắm vào các phương tiện phát ra bức xạ điện tử của đối phương. Một lợi thế lớn của Nga so với Ukraine là lĩnh vực tác chiến điện tử. Từ lâu, Nga đã ưu tiên sử dụng các tín hiệu gây nhiễu mạnh có khả năng can thiệp vào radar, GPS và thông tin liên lạc chiến trường của đối phương. Một báo cáo gần đây cho rằng, tác chiến điện tử của Nga đã gây nhiễu thông tin liên lạc, làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine.
Nga cũng phát các tín hiệu vô tuyến của riêng mình, bao gồm radar phòng không, tín hiệu điều khiển máy bay không người lái và thông tin liên lạc quân sự không dây, liên kết toàn bộ chiến dịch quân sự với nhau. Trong khi đó, Ukraine có lợi thế ở khả năng phát hiện và tấn công những hệ thống phát tín hiệu điện từ mạnh của Nga. Thứ ba, tên lửa dẫn đường. Một trong những vũ khí hiện đại nhất nổi lên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine là hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ukraine vẫn đang sử dụng HIMARS để đánh chặn hoặc tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga ở phía sau chiến tuyến, phá hủy nguồn tiếp tế và sự hỗ trợ của pháo binh. Hiện rất ít quốc gia bên ngoài NATO có tên lửa dẫn đường chính xác, nhưng sự thành công của HIMARS sẽ khiến nhiều quốc gia trên thế giới mong muốn được sở hữu loại vũ khí này. Thứ tư, máy bay không người lái. Trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, máy bay không người lái UAV rất quan trọng trên chiến trường đối với quân đội Ukraine. UAV giúp quân đội Kiev tiến hành trinh sát dọc theo tiền tuyến, phát hiện các lực lượng và thiết bị của Nga, đồng thời chỉ đạo hỏa lực pháo binh từ xa bắn phá. Chiến trường Ukraine không phải là nơi đầu tiên sử dụng máy bay không người lái cho các nhiệm vụ giám sát, nhưng sẽ là nơi ghi dấu vai trò của loại vũ khí này, đặc biệt khi quân đội Ukraine đã sử dụng cả loại máy bay không người lái dân sự để kiểm tra, giám sát và tấn công các mục tiêu trên chiến trường. Thứ vũ khí cuối cùng được nâng cấp chính là mạng vệ tinh. Theo New York Times, trong cuộc xung đột tại thành phố Mariupol vào hồi tháng 4, 2022, các máy bay trực thăng Ukraine đã phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm là chở theo vũ khí chống tăng và bộ thu Internet, vệ tinh Starlink tới thành phố. Thiết bị này vô cùng có ích cho lực lượng quân sự và dân sự mắc kẹt trong máy thép Azovstal, nơi bị Nga bao vây. Thiết bị được kết nối trực tiếp với các vệ tinh ở trên cao, cho phép phủ sóng tại những nơi cáp Internet không thể vươn tới, hoặc cơ sở hạ tầng mạng ở những nơi có xung đột, có vai trò như một phương tiện dự phòng cho liên lạc quân sự của Ukraine. Dù hệ thống Starlink có thể không đảm bảo đủ an toàn để xử lý các thông tin liên lạc quân sự nhạy cảm, nhưng nó sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển một phiên bản thu phát sóng vệ tinh dành riêng cho quân đội trong tương lai. Bất chấp sự thúc giục từ Kiev về tên lửa tầm xa ATACMS, Lầu Năm Góc nói rằng họ không có đủ vũ khí dự phòng và Ukraine không thực sự cần chúng. Washington Post ngày 23 tháng 7 đưa tin, các quan chức quân sự chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho đến thời điểm hiện tại vẫn giữ lập trường từ chối viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Mỹ và đề nghị từ phía Kiev. Các quan chức quốc phòng và hành chính Mỹ quen thuộc với vấn đề này nói với Washington Post rằng không có thay đổi nào trong chính sách của Mỹ hoặc thậm chí là bất kỳ hình thức thảo luận thực chất nào về vấn đề này trong nhiều tháng qua. Theo các quan chức, Lầu Năm Góc tin rằng Kiev có những nhu cầu cấp bách khác ngoài ATACMS và lo ngại rằng việc gửi những vũ khí này tới Ukraine sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sự sẵn sàng của Mỹ đối với các cuộc xung đột khác có thể xảy ra. Các quan chức Ukraine đã cân nhắc và trì hoãn cuộc phản công trong nhiều tháng, tuyên bố rằng sẽ kết thúc bằng việc giành lại quyền kiểm soát tất cả các lãnh thổ đã mất vào tay Nga, bao gồm cả Crimea. Ukraine cho rằng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân MGM-140 ATACMS với tầm bắn 190 dặm, 305 km và cần thiết để tiêu diệt các sở chỉ huy và khu vực hậu cần ở phía xa sau chiến tuyến. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7 tháng 7 ở Praha, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết không có vũ khí tầm xa sẽ rất khó để thực hiện không chỉ một cuộc tấn công mà còn cả một chiến dịch phòng thủ. Tại diễn đàn an ninh Aspen hôm 20 tháng 7, ông Andrei Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, một lần nữa nhấn mạnh sự cấp thiết của việc cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa cho Kiev. Tại thời điểm này, điều đó đã trở nên rất rõ ràng và dễ hiểu. Chúng tôi rất cần và đang chờ quyết định về ATACMS. Tên lửa ATACMS có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km. Các quan chức trong chính quyền Biden nhiều lần nói rằng Mỹ sẽ không gửi tên lửa tầm xa này tới Ukraine vì động thái như vậy có thể kích động xung đột rộng hơn nếu ATACMS được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Washington lại đồng ý cho Anh cung cấp cho Kiev một số lượng tên lửa tầm xa Storm Shadow không xác định. Bên cạnh đó, số lượng tên lửa ATACMS hiện có trong kho dự trữ của Mỹ là cố định và Lockheed Martin chỉ sản xuất 500 tên lửa ATACMS mỗi năm, nhưng chỉ để xuất khẩu sang các quốc gia đối tác. Mặc dù con số chính xác tên lửa dự trữ trong kho vũ khí của Mỹ vẫn là một bí mật, nhưng Lockheed Martin chỉ sản xuất tổng số khoảng 4.000 quả tên lửa ATACMS kể từ khi bắt đầu sản xuất loại tên lửa này và rất nhiều trong số đó đã được quân đội Mỹ sử dụng trong tác chiến, tập trận và thử nghiệm định kỳ. Gần 900 tên lửa ATACMS cũng được bán cho các nước đồng minh và đối tác nước ngoài trong thập kỷ qua. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã sản xuất được các loại khí tài, cho phép Ukraine bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng biển của mình
trước các cuộc tấn công từ trên không. Theo kênh truyền hình 24TV, đại biểu Đảng Người Phục vụ Nhân dân của Ukraine, Jehol Cherniev, Phó Chủ tịch Ủy ban về An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia thuộc Hội đồng Tối cao Ukraine Quốc hội, cho biết Ukraine đã tự phát triển và đang thử nghiệm các hệ thống tên lửa phòng không của riêng mình. Tờ Ukrainska Pravda trích lời ông Cherniev, Chủ tịch Phái đoàn Thường trực của Ukraine tại Hội đồng Nghị viện NATO. Chúng tôi đã có các hệ thống tên lửa phòng không mới nhất và hiện nay là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung. Tất nhiên, hệ thống tên lửa phòng không này không thể tương đương với Patriot, Samte hoặc Irite. Tôi cho rằng nó gần với tên lửa MiM-23, HAVK hoặc các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung hơn. Điều quan trọng là đây là sản phẩm của Ukraine do Ukraine tự phát triển. Hệ thống tên lửa phòng không này hiện đang trong quá trình thử nghiệm và khá thành công. Tôi sẽ chưa đặt tên ngay bây giờ, nhưng trên thực tế, Ukraine đã phát triển được tên lửa phòng không tầm trung. Từ vụ việc Nga cáo buộc Ukraine tấn công cầu Crimea bằng xuồng tự sát, Nga giờ đây đang tìm cách triển khai các hệ thống vũ khí, khí tài mới ở khu vực eo biển Kerch để bảo vệ cầu Crimea khỏi mối đe dọa này. Theo truyền thông Nga đưa tin, nhà thầu Zuselectronics của nước này đã chế tạo ra các trạm radar di động nặng 25kg, có khả năng phát hiện ra xuồng tự sát của Ukraine từ khoảng cách 6km. Thiết bị này có thể được sử dụng để giám sát cầu Crimea và các mục tiêu quan trọng khác có nguy cơ trong tầm tấn công của Ukraine. Đại diện Rusenectronics cho biết, loại radar này ban đầu được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quan trọng của Nga khỏi các cuộc tập kích bằng UAV. Nhưng trong quá trình phát triển, chúng đã được cải tiến để có thể phát hiện thêm các nguy cơ trên biển. Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống radar cảnh báo, quân đội Nga được cho là đang điều động các tàu chiến được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tới căn cứ của hạm đội biển đen ở Crimea. Các chuyên gia quân sự nhận định, con tàu được dùng để bảo vệ cầu Crimea sẽ là tàu hộ vệ tên lửa Sovetska thuộc lớp Karakert. Chiến hạm đang thuộc biên chế của hạm đội Baltic được trang bị hệ thống gây nhiễu Pole-21, có khả năng làm gián đoạn tín hiệu GPS và chặn kết nối Internet vệ tinh. Giới quan sát nhận định, Ukraine dường như dùng Starlink để điều hướng và kết nối xuồng tự sát và trung tâm chỉ huy trong các nhiệm vụ chiến đấu. Theo các chuyên gia, nếu Nga triển khai hiệu quả hệ thống tác chiến điện tử lên tàu Sovetska, các chiến hạm ở hạm đội Biển Đen có thể được nhận những cải tiến tương tự nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ xuồng tự sát của Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, cầu Crimea đã nhiều lần bị tập kích bởi UAV và USV. Lần gần nhất mà cây cầu bị tập kích là vào ngày 17 tháng 7, khiến chính quyền địa phương buộc phải đình chỉ giao thông tạm thời trong khoảng 5 giờ đồng hồ. Vài giờ đồng hồ sau, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công vào cây cầu bằng xuồng tự sát. Truyền thông Ukraine dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Kiev có thể đứng sau vụ việc. Tuy nhiên tới nay, phía Ukraine vẫn chưa chính thức xác nhận vai trò trong vụ tấn công. Giới quan sát nhận định, vụ việc cầu Crimea và một số vụ hạm đội Biển Đen của Nga bị tấn công trước đó đã cho thấy mối nguy hiểm của xuồng tự sát với các mục tiêu quan trọng của Moscow tại khu vực mà họ chiếm ưu thế áp đảo trước Kiev. Nhà phân tích cấp cao của tổ chức nghiên cứu R&D Corporation Scott Savage nhận định các xuồng tự sát gắn thuốc nổ của Ukraine có thể được xem là vũ khí đáng gờm chống lại các hạm đội và thậm chí cả cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga ở Biển Đen. Theo ông Savage, xuồng tự sát thậm chí còn nguy hiểm hơn các loại vũ khí trên không như tên lửa và bom. Chi phí tương đối thấp của xuồng tự sát cũng có thể cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công với số lượng lớn, khiến tàu chiến Nga khó phát hiện và đánh chặn toàn bộ mục tiêu. Các chuyên gia cho hay, xuồng tự sát Ukraine thường di chuyển sát mặt biển và kích thước tương đối nhỏ, nên việc phát hiện chúng bằng radar hoặc thiết bị sóng âm phản xạ là một thách thức lớn với Nga. Ngoài ra, các xuồng này có thể bị sóng biển che khuất cho tới khi chúng tới rất gần mục tiêu. Việc đánh chặn các vũ khí tương đối nhỏ, tốc độ khá nhanh lúc này trở nên thách thức hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới bán đảo trong suốt cuộc chiến để nhấn mạnh tuyên bố của ông rằng Crimea là đất của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev đã nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ bán đảo nếu Ukraine hoặc NATO đe dọa giành lấy nó khỏi tay Nga. Crimea có căn cứ chính cho hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol và các tuyến tiếp tế cho các lực lượng Nga đang chiếm đóng các khu vực phía Nam trong lục địa Ukraine. Kiev có thể đang tìm cách cắt đứt lực lượng Nga ở Crimea và khiến cho sự chiếm đóng của Moscow trở nên bất khả kháng. Bán đảo Crimea được kết nối với miền Nam Ukraine do Nga chiếm đóng chỉ thông qua 3 con đường chính sẽ bị tổn thương đi qua các khu vực đầm lầy. Cầu Crimea là liên kết duy nhất trực tiếp đến Nga. Lợi thế chính của quân đội Nga nằm ở sức mạnh hải quân, nhưng Ukraine đã phát hiện ra cách để ngăn chặn điều đó.
Mỹ và các đồng minh đang xoay trục từ việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sang sửa chữa các vũ khí trang bị mà phương Tây đã được gửi tới Kiev nhưng bị hư hỏng trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine trong thời gian qua đã gặp vấn đề với việc duy trì kho thiết bị quốc tế do Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan và nhiều quốc gia khác cung cấp kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2, 2022. Yêu cầu sửa chữa nhanh chóng vũ khí bị hư hỏng hiện nay thậm chí còn trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là từ lúc Ukraine tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak vào ngày 22 tháng 7 xác nhận một trung tâm bảo trì thiết giáp đã được mở ở thành phố Gliwice, phía nam nước này và đã tiếp nhận hai chiếc Leopard đầu tiên đã được chuyển từ Ukraine đến. Tại cuộc họp của NATO ở căn cứ Ramstein vào hồi tháng 2, 2023, Bộ trưởng Blasak đã ký thỏa thuận với người đồng cấp Đức Boris Pistorius về thành lập trung tâm bảo trì cho toàn bộ dòng xe tăng Leopard 2 tại nhà máy cơ khí Buma ở Gliwice. Ông Blasak khi đó cho biết, Ukraine dự kiến sở hữu cơ số khoảng 2 tiểu đoàn Leopard 2 với biến thể 2A4 và 2A6 trong thời gian tới. Số xe tăng này sẽ được sửa chữa tại nhà máy Buma nếu chúng gặp sự cố trong chiến sự hoặc cần bảo dưỡng. Ba Lan là quốc gia châu Âu hỗ trợ tích cực cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái. Ba Lan cũng là một trong những nước gây áp lực nhiều nhất với Đức để mở đường cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Hồi đầu tháng, hãng tin DW nói rằng hai tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và Kraus Maffei Wegmann của Đức và hãng Polka Grupa Sibero Seniowa PGZ của Ba Lan bắt đầu khá khai khắt về chi phí sửa chữa xe tăng Leopard 2 tại nhà máy ở Ba Lan. Theo Kiev Independent, chỉ riêng phần chi phí chuẩn đoán sự cố ban đầu của xe tăng PGZ muốn tính chi phí 100.000 euro, gần 110.000 USD, trong khi dịch vụ này ở Đức có giá thấp hơn gấp 10 lần. Chưa rõ liệu hai bên đã tiến hành đàm phán ra sao trong vài tuần qua. Trong diễn biến liên quan chiến sự Ukraine, nhà chức trách thành phố Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen sáng ngày 23 tháng 7 xác nhận, Nga đã tiếp tục tập kích các mục tiêu ở địa phương này bằng tên lửa hành trình Kalib và Onyx. Theo Pravda Ukraine, các tiếng nổ lớn đã vang lên liên tục ở Odessa vào sáng ngày 23 tháng 7. Quân đội Ukraine sau đó thông tin, một số tòa nhà, bao gồm một cơ sở tôn giáo bị hư hại sau đợt tập kích, Nga được cho là tiếp tục tấn công hai thành phố cảng chiến lược Odessa và Mykolaiv ở miền nam Ukraine. Còi báo động không kích vang lên ở Odessa và Mykolaiv vào đêm 22 tháng 7, rạng sáng 23 tháng 7. Một loạt vụ nổ rung chuyển thành phố Odessa đêm thứ 6 liên tiếp. Hiện chưa có thông tin cụ thể về vụ tập kích mới này. Trước đó, giới chức Ukraine xác nhận các đợt tập kích dồn dập của Nga khiến nhiều hạ tầng quan trọng ở Odessa và Mykolaiv bị hư hại. Odessa liên tiếp hứng đòn không kích kể từ sau khi cây cầu bắc qua eo biển Kerch nối từ Crimea vào lục địa Nga bị tấn công bằng xuồng không người lái, khiến phần đường bộ bị hư hại, hai dân thường thiệt mạng. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Quân đội Ukraine cho biết giao tranh với lực lượng Nga đang diễn ra ác liệt ở năm mặt trận. Moscow cũng liên tiếp dội hỏa lực vào hai thành phố cảng của Ukraine gần Odessa và Mykolaiv. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 22 tháng 6 cho biết Nga tiếp tục dùng tên lửa và máy bay không người lái UAV tự sát để tập kích các mục tiêu của Ukraine. Giao tranh đang nổ ra khốc liệt ở năm mặt trận chính, bao gồm Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka. Chỉ trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận khoảng 30 đợt giao tranh giữa Nga và Ukraine ở khu vực này. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk, Artem Lysenko, miền đông Ukraine cho hay, hôm qua, đối phương tìm cách tiến công gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến Lugansk, nhưng nỗ lực này đã bị chúng tôi ngăn chặn. Quan chức trên nói thêm rằng Nga đang chịu tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí. Theo quân đội Ukraine, Nga đã tập trung khoảng 100.000 binh sĩ ở phía đông Liman và Kupiansk, cách Bakhmut khoảng 100 km về phía bắc. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Sergei Chevarati khẳng định, mặc dù tình hình phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ở mặt trận Kulipang, quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững phòng tuyến bất chấp hỏa lực pháo binh của Nga. Ở mặt trận Liman, quân Nga tiến công bất thành ở khu vực Nadia thuộc tỉnh Lugansk và Toke Hirorivka thuộc tỉnh Donetsk. Tại Bakhmut, bất chấp hỏa lực dữ dội của Nga, lực lượng Ukraine đã bẻ gãy các đợt tấn công của Moscow nhằm vào những vị trí ở tỉnh Donetsk. Ở mặt trận Avdiivka, Ukraine ngăn chặn hiệu quả đà tiến công của Nga bất chấp Moscow dội hỏa lực. Ở Mariinka, Nga không kích
và pháo kích hơn 10 khu định cư. Tuy nhiên, Ukraine đã cản đà tiến công của Nga ở Krasnohivka và Marinka. Trong khi đó, ở Zaporizhia và Kherson, Nga chủ yếu ở thế phòng thủ, nỗ lực ngăn chặn đà tiến công của lực lượng Ukraine, tìm cách khôi phục các vị trí đã mất. Ngay từ đầu chiến dịch quân sự, Nga đã tìm cách kiểm soát các cảng chính của Ukraine nhằm gây sức ép về kinh tế cho nước này, đồng thời mở cửa tiến công cho Nga ở miền nam Ukraine. Cảng biển được coi là huyết mạch kinh tế của Ukraine. Nga đã phong tỏa Biển Đen nhưng chưa thể kiểm soát hai cảng chiến lược bao gồm Odessa và Mykolaiv.